Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 22 Nhất Linh Bán Kiếm, tác giả Gia Cát Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Công Tôn Ngọc lúc này ngẩn người một lúc rồi đáp: cái đó thì mỗi người mỗi khác, kẻ dung tục thì đeo đuổi công danh lợi lộc. Người Khứ Hóa Tử xua tài nói: người không nói đúng ý lão phu rồi. Ý của lão phu nói tới chuyện bi thảm nhất của con người, mà bất kể là ti tiện hay trần tục đều phải bị kìa. Công Tôn Ngọc nổi nóng nói: ngươi hỏi toàn là những chuyện trên trời dưới đất gì vậy? Việc bi thảm nhất của con người đối với từng người cũng không có giống nhau, nhưng chung quy có thể nói là người tuổi trẻ mất cha, người lớn tuổi mất con. Thậm chí bất kỳ việc gì gặp phải trên đường đời đều có thể là chuyện bi thảm nhất đời mình. Khiếu Hóa Tử gật đầu xong thở dài nói: nếu tất cả những thứ đó đều đổ lên một người thì sao? Thì thật là bất hạnh. Nhưng các hạ muốn nói... Khiếu Hóa Tử thở dài ngắt lời chàng: tất cả những thứ đó đều đang xảy ra với lão phu nè. Công Tôn Ngọc thấy đối phương còn trẻ tuổi như vậy mà mở miệng thì xưng lão phu với mình, lại thấy võ công của gã xuất thần nhập hóa thì ngẩn người ra hỏi: các hạ là ai vậy? Khiếu Hóa Tử lắc đầu nói: lão phu là ai, nói ra tiểu tử ngươi chưa chắc đã tin đâu. Công Tôn Ngọc thấy đối phương cứ ấp ấp mở mở như vậy thì nói giận hừ lạnh một tiếng: nhìn dáng điệu của các hạ, cùng lắm là môn chủ của cái bang, thiên diện cái tồn cố cùng chứ gì. Khiếu Hóa Tử ngẩn người lắc đầu: lão phu không biết võ lâm Trung Nguyên có một nhân vật như vậy. Công Tôn Ngọc tức khí quát lớn: vậy ngươi là ai, không lẽ là Côn Lư Dương Tử? Khiếu Hóa Tử gật đầu: chính là lão phu đó. Công Tôn Ngọc giật mình buộc miệng kêu lên: cái gì, ngươi là Côn Lư Dương Tử? Sải nghe một giọng ồm ồm kêu lên từ trên ngọn cây cạnh bờ sông: ngươi chính là Côn Lư Dương Tử. Liền theo đó thì có một chiếc bóng đen bay ra cùng với mùi rượu nồng nặc, thì ra chính là Thân Nhất Tủy. Thân Nhất Tủy vừa chạm chân dưới đất đã xuất thần, xuất thủ ra một chiều Nguyên Dân Trích Nguyệt, dẫn đủ 10 thành công lực dỗ về phía đầu vai của Khiếu Hóa Tử. Khiếu Hóa Tử câu mày nói: ngươi chắc là Thân Nhất Túy. Quả không hổ danh là Lạc Thủ Thần Ma. Thân Nhất Túy chưa đánh trúng người của đối phương đã đột ngột thu tay lại rồi ngẩn người. Khiếu Hóa Tử cười nhẹ nói: chắc ngươi đã biết lão phu thật hay giả rồi chứ gì. Thân Nhất Túy vội khom lưng thi lễ nói: lão tí quỷ này thật có mắt không trồng đó. Thì ra chưởng lực của lão đánh đến chỗ còn cách người đối phương gần một trượng, bỗng như chạm phải một bức tường bông mềm nhũn. Nhưng lão không sao sấn tới được nữa. Xem ra tên Khiếu Hóa Tử này coi không ra gì, trong lúc nói chuyện có thể ngưng tụ một lớp cương khí hộ thể ra xa đến cả trượng như vậy. Thế gian này ngoài Côn Lư Dương Tử ra thì ai còn có được công lực như vậy nữa chứ. Công Tôn Ngọc thấy Thân Nhất Túy đã chứng thực Khiếu Hóa Tử này chính là Côn Lư Dương Tử thì mừng không kể xiết, dự định thăm dò chuyện võ lâm bát tiên bị đầu độc năm xưa trên đỉnh Thánh Mẫu Phong. Nhưng nghĩ lại lúc nãy mình có lời vô lễ với lão nên vội vòng tay tạ tội. Giảng bối là Âu Dương Dân Phi, môn hạ của Thiên Nam Vô Cực Phái. Lúc nãy vì không biết vô tình đắc tội, mong lão tiền bối lượng thứ cho. Công Lư Dương Tử cười nhẹ nói: tiểu tử ngươi lúc đầu thì cao ngạo, bây giờ thì cung kính, không lẽ có việc gì muốn cần lão phu? Lời nói của đối phương trúng ngay tim đen, làm Công Tôn Ngọc đỏ mặt ấp úng. Giảng bối... Lão xua tài nói: thôi không cần, lão phu đã sớm biết nỗi khổ tâm của ngươi. Công Tôn Ngọc giật mình thon thót hỏi: cái gì? Tiền bối nói. Bỗng lão thở dài ảo não nói: có phải ngươi muốn biết tường tận
việc Võ Lâm Thất Tiên bị hạ độc chết trên đỉnh Thánh Mẫu. Công Tôn Ngọc kinh ngạc đến không bút mực nào tả xiết. Chàng buộc miệng hỏi: Lão tiền bối làm sao biết được điều đó? Cung Lưu Dương Tử nói: Những lời các ngươi nói chuyện với Thất Hiền Tử Cái, lão phu nghe không sót một chữ. Có điều không hiểu Duy Ngã Chân Nhân đã nói gì với ngươi, bởi lúc ấy lão phu không có mặt ở đó. Nhưng nếu lão phu đoán không lầm thì lão quỷ mắng nhất lão phu tàn độc, hạ độc chết Thất Tiên. Lúc đầu nghe những lời thuật lại của Duy Ngã Chân Nhân, Công Tôn Ngọc hình dung trong đầu Công Lưng Dương Tử là một giang hùng quán tuyệt thiên hạ. Nhưng nay qua tiếp xúc, chàng lại cảm thấy Công Lưng Dương Tử chẳng những tính tình hòa dịu, dễ gần mà lại còn hơi bi sầu nữa. Chính vì vậy, những ý nghĩ không tốt về lão đã biến mất hết, thay vào đó là một sự cảm thông sâu sắc. Công Lưng Dương Tử quay sang Thân Nhất Tý nói: Lão quỷ, lão phu nghe đồn ngươi là kẻ lòng dạ hiểm độc, nhưng khi nhìn ra ngươi là người có bản chất nhân hậu thuần phát, điều đó chứng tỏ lời đồn thật đáng sợ hơn là đáng tin đó. Dừng lời lại một lát, hắn thở dài rồi nói tiếp: Ngươi vừa mới chia tay với Thất Hiền Tử Cái ở Vũ Công Sơn, chắc là có thể tìm lại được lão phu. Vậy làm phiền ngươi thông báo với lão, lão phu mời các thành viên bán tiền hội nguyên tiêu sang năm tụ họp về Nga Mi Kim Đỉnh. Lão phu sẽ công bố những điều mà mọi người chưa biết về vụ công án trên đỉnh Thánh Mẫu phòng năm xưa, đồng thời có việc muốn thỉnh giáo. Sau đó lại quay sang Công Tôn Ngọc rồi tiếp lời: Tiểu tử, ngươi cầm lấy tính vật Long Nha Thừa Trăm của ta đến Thất Tuyệt Phong thuộc giải Thiền Sơn, thông báo cho Thiền Tâm Thần Ni. Sau đó đến Bắc Đài thuộc Ngũ Đài Sơn, báo cho Tam Ma Thượng Nhân. Chuyến này hành trình rất dài, nhưng thời gian còn gần một năm. Nếu không có chuyện gì trắc trở nữa, thì nội nửa năm là có thể hoàn thành. Chừng xong việc trở về ngôi nhà nhỏ ở Bành Lãi Thủy Tạ tìm ta. Công Tôn Ngọc đón lấy chiếc trăm nửa đỏ nửa trắng dài chừng ba tấc, vừa ngạc nhiên hỏi: Lão tiền bối, chỉ mời Thất Hiền Tử Cái, Thiền Tâm Thần Ni và Tam Ma Thượng Nhân, còn Dông Ngô Triết Nhân và Thượng Thiên Nhược Thủy Lão Nhân và Lục Vật Cư Sĩ sao không mời? Công Lư Dương Tử mỉm cười nói: Tại sao ngươi lại bỏ qua Duy Ngã Chân Nhân? Bởi vì Duy Ngã Chân Nhân là người quan tâm đến vụ công án trên đỉnh Thánh Mẫu Phong, bởi vậy không cần mời, chỉ nghe tin lão tất sẽ tự tìm đến. Công Lư Dương Tử gật đầu nói: Ngươi đoán không sai. Còn Dông Ngô Triết Nhân, Thượng Thiên Nhược Thủy Lão Nhân và Lục Vật Cư Sĩ đều ẩn cư ở Trung Nguyên, chỉ cần Thất Hiền Tử Cái biết thì nhất định sẽ thông báo cho mấy người này. Thân Nhất Tuy lúc này lên tiếng nói: Cho dù Thất Hiền Tử Cái không đi, thì Tý Quỷ này cũng tình nguyện chạy một chuyến. Chỉ cần có chuyện náo nhiệt để xem, thì thiếu rượu uống cũng chẳng có hề gì. Cung Lưu Dương Tử vẻ mặt vẫn trầm buồn, nghiêm nghị nói: Thôi, hai người đi đi, lão phu đang sốt ruột đây. Công Tôn Ngọc và Thân Nhất Túy nhìn nhau một lượt rồi chia ra hai hướng đi. Nhưng Công Tôn Ngọc vừa chạy được hơn chục trượng thì lại nghe tiếng của Công Lưu Dương Tử văng vẳng ở bên tai: Tiểu tử, trở lại đây, lão phu còn có chuyện muốn nói. Công Tôn Ngọc ngạc nhiên quay trở lại. Công Lưu Dương Tử mỉm cười nói: Ngươi mặc che khăn đen, chắc là có nỗi khổ riêng không tiện để người ta nhìn thấy mặt thật của mình. Lão phu lúc nào cũng mang đến người vài cái mặt nạ da người, ngươi lấy một cái để dùng, khỏi phải che mặt làm thiên hạ chú ý. Nói rồi lấy đưa cho Công Tôn Ngọc một chiếc mặt nạ da người. Sau đó lão tự tay vuốt mặt mình rồi nói: Lúc nãy ngươi thấy ta còn trẻ mà tự xưng là lão phu, chắc mắng thầm ta còn trẻ tuổi mà bày đặt giả già. Công Tôn Ngọc ngỡ ngàng
chàng thấy trước mặt của mình là một lão khiếu quá. Nếp nhăn dọc ngang, nhưng dưới càm thì không có râu. Thì ra lão cũng mang mặt nạ da người. Lại nghe Côn Lư Dương Tử nói: "Có điều đây vẫn chưa phải là gương mặt thật của lão phu. Ngay cả những thành viên của bán tiên hội cũng không biết lão phu sở trường thuật dịch dung. Thôi ngươi đi đi." Công Tôn Ngọc bái tạ Côn Lư Dương Tử xong mới quay người bỏ đi. Đi được một đoạn nhìn quanh thấy không có một bóng người, chàng tới bỏ khăn che mặt, lấy mặt nạ đeo lên xong, nhắm hướng thiên sơn dở khinh công mà phóng đi. Ở đời thường có những việc người ta cứ tưởng tình thế trước mắt có lợi cho mình, nhưng ngược lại nó mang đến cho ta những phiền toái. Công Tôn Ngọc đang đứng trước một tình thế như vậy, những tưởng là Côn Lư Dương Tử tặng chàng chiếc mặt nạ da người sẽ làm cho hành động của chàng dễ dàng hơn, nào ngờ lại xảy ra rất nhiều điều phiền phức. Từ Cửu Giang, Công Tôn Ngọc thẳng tiến đến Thiên Sơn, không gặp một trở ngại nào. Nhưng từ Thiên Sơn rời Thất Tuyệt Phong đi Ngũ Đại Sơn thì xảy ra chuyện. Buổi trưa hôm đó trời nóng như đổ lửa. Công Tôn Ngọc vừa đi vào vùng núi Hạ Lan Sơn, vừa đi vừa lấy tay che nắng cho đỡ nóng. Sải đầu trước mặt xuất hiện năm tên hán tử chặn đường. Công Tôn Ngọc cứ ngỡ là bọn tặc tử chặn đường đòi tiền mãi lộ, định ra tay trừng trị sơ sơ rồi lên đường tiếp. Nhưng khi song phương vừa giáp mặt nhau, cả năm tên đồng cúi người thi lễ. Một tên trong bọn cao giọng nói: "Kim Long Bàng, Lễ Tân Đường đường chủ, đa thủ thư sinh Trịnh Kinh, được lệnh của ban chủ soái lãnh thuộc hạ đến đón Võ Lâm Thánh Quân, mời đến tệ đàn của tệ bang Lãng Dân Phi Cát nghỉ ngơi một lát rồi hãy lên đường." Công Tôn Ngọc nghe nói ngẩn người ra. Chàng quan sát người tự xưng là đa thủ thư sinh, thân hình của gã gầy gò, sắc mặt vàng như nghệ, tuổi trạc trên dưới 40, bề ngoài nhìn đúng là một nho sinh yếu đuối, nhưng nhìn thấy đôi mắt của gã thì thần quan ngời ngời, đủ biết đây là một võ lâm cao thủ. Bốn người còn lại đều thuộc loại vai hùng lưng gấu, xem cũng chẳng phải tay vừa. Công Tôn Ngọc còn đang quan sát năm người, lại nghe Trịnh Kinh nói tiếp: "Lúc nãy đang là lúc nóng nhất trong ngày, thật chẳng tiện đi lại, kính thỉnh Võ Lâm Thánh Quân đến tệ bang nghỉ ngơi một lát." Lúc đầu nghe Trịnh Kinh gọi mình là Võ Lâm Thánh Quân, cứ ngỡ là hắn gọi lầm. Giờ lại nghe hắn nhắc lại, chàng kinh ngạc nghĩ thầm: tại sao chúng lại gọi mình là Võ Lâm Thánh Quân? Hay là... Suy nghĩ một thoáng, chàng mới tỉnh ngộ. Thì ra chiếc mặt nạ da người này của chàng giống hệt gương mặt của Võ Lâm Thánh Quân. Nhưng với người này thì tại sao nhận ra là Võ Lâm Thánh Quân? Dù chúng có dự bành lãi đại yến với Võ Lâm Thánh Quân triệu tập đi chăng nữa, cũng đã qua một năm rồi, làm sao chúng có thể vừa nhìn đã nhận ra? Quá là một điều bí mật. Thì ra chàng có điều không biết. Trong tháng 3 năm nay, Côn Lư Dương Tử có triệu tập bành lãi đại yến lần thứ hai, khi tiếp xúc để tiễn quần hào. Mặc dù lão không có ra mặt, nhưng lại sai người đưa cho quần hào mỗi người một bức vẽ hình của Võ Lâm Thánh Quân. Nhờ quần hào tìm kiếm Võ Lâm Thánh Quân, vì từ sau kiến bành lãi đại yến lần thứ nhất vào tháng 9 năm ngoái, Võ Lâm Thánh Quân đã biến mất một cách thần bí. Công Tôn Ngọc đứng trước một tình thế như vậy cũng không tiện giải thích, huống chi tiết trời cũng quá nóng bức. Chàng cũng đang định tìm nơi mát để nghỉ ngơi, nhưng tìm mãi mà chưa thấy quán xá hay thôn ấp gì để dừng chân. Thế là chàng nhân cơ hội này để tìm một chỗ nghỉ chân, hơn nữa còn để thử xem Kim Long Bang là một bang hội như thế nào mà xưa nay chưa từng nghe tiếng. Nhưng chàng cũng cố ý nhíu mày nhở giọng lạnh lùng nói: "Dùng núi Hạ Lan Sơn này có một bang phái lớn như vậy, tại sao bản thánh quân chưa từng nghe nói đến vậy cả?" Trịnh Kính cung kính đáp: "Tệ bang thành lập chưa lâu, lại ở một nơi quan vắng nên thánh quân chưa nghe nói đến. Có điều là..." Gã im bặt, chừng như không muốn nói tiếp.
Công Tôn Ngọc chờ lâu hơi bực mình nói: "Quý ban chủ là ai vậy?" Trịnh Kính mỉm cười nói: "Tại ban chủ là Đa Tý thần ông." Công Tôn Ngọc nhíu mày, lại thêm một nhân vật chưa từng nghe nói đến. Nhưng vì năm người này đối với Võ Lâm Thánh Quân một mực kính cẩn và hình như không có ác ý, nên chàng cũng không có hỏi nhiều, chỉ ra lệnh cho năm người dẫn một đường. Vượt qua vài ngọn núi đến một sơn cốc yên tĩnh, Công Tôn Ngọc phóng mắt nhìn ra xa, trong cốc cỏ mượt như nhung, các loài hoa dại mọc lác đác đó đây, thật tương phản với cảnh khô cằn toàn là đá ở bên ngoài. Đảo mắt nhìn quanh cỏ cây thì chẳng thấy nhà cửa đâu cả. Vậy thì tổng đàn Kim Long Bang mà Trịnh Kính gọi là Lăng Vân Phi Cát nằm ở đâu? Nhưng khi chừng vài chục trượng vòng qua một vách núi dựng đứng, mới nhìn thấy nhà cửa ẩn hiện ở trong rừng tùng. Trong đó nổi bật nhất là một tòa tường trắng đã đứng sừng sững, chắc là Lăng Vân Phi Cát đây rồi. Công Tôn Ngọc nhìn mà không khỏi ngạc nhiên nói: "Trịnh Kính, người nói quý bang thành lập chưa lâu, sao lại có thể xây dựng được nhiều nhà cửa như thế này?" Trịnh Kính cung kính đáp: "Nơi đây trước kia là Lăng Vân Bảo. Lăng Vân Bảo kiến lập có trên 100 năm nay. Đương kim bảo chủ là Chấn Tam Nhạc Tôn Đại Thọ. Chắc Thánh Quân có nghe nói đến người này." Công Tôn Ngọc kêu à lên một tiếng, ra vẻ gật gù. Lại nghe Trịnh Kính nói tiếp: "Tại phó ban chủ Chấn Tam Nhạc, soái lãnh Đồng Đình Quan Phụng Đường Đường chủ cùng các đệ tử ra đền đón kìa." Công Tôn Ngọc cũng đã nhìn thấy một toán người bước nhanh tới, đi đầu là một người mặt đỏ, thần cao to, dáng rất oai vệ. Chắc là Lăng Vân Bảo, bảo chủ trước kia, và là Kim Long, phó ban chủ hiện thời. Hai người đi hai bên, dáng nhỏ nhắn, trông rất tráng kiện, chắc là Đồng Đinh và Quan Phụng nhị vị đường chủ. Công Tôn Ngọc đã lỡ đóng vai làm Võ Lâm Thánh Quân thì cũng cố làm ra vẻ cao ngạo cho giống. Thế là chàng hừ lạnh nói: "Kim Long Bang quả là oai vọng ngất trời. Bản Thánh Quân còn chưa xứng đáng để quý ban chủ đích thân nghênh đón." Nói mấy lời này, chàng đã cố ý đụng đến lục hợp quy nhất thần công vừa mới học được của Thất Hiền Tủ Cái, khiến cho bàn chúng Kim Long Bang nghe như có sấm động ở bên tai. Tiếng nói đã dứt mà vẫn còn nghe ông không dứt. Nhìn thấy tên nào tên nấy đứng ngẩn người ra nhìn chàng, mắt đầy vẻ thán phục, thì không khỏi cười thầm. Nhưng đồng thời chàng cũng ngầm phục võ công của Võ Lâm Bát Tiên, quả là quán tuyệt kim cổ. Tôn Đại Thọ lấy lại bình tĩnh trước tiên, bước tới hai bước gặp người xuống và nói: "Tại bàn chủ đang bế môn luyện công, phải đợi đến giữa ngọ mới có thể ra ngoài được. Vì vậy không thể đích thân nghênh đón, mong Thánh Quân xá tội." Công Tôn Ngọc phá lên cười, ra vẻ cuồng ngạo nói: "Nói vậy thì bản thần vương trách làm ban chủ rồi." Dứt lời ngang nhiên vượt lên phía trước, bước thẳng về phía Lăng Vân Phi Cát. Lần này thì chàng thi triển thần ma vô ảnh, thần pháp của thần nhất túy. Chỉ thấy thân ảnh của chàng như ảo ảnh lướt đi, thoáng cái đã vào tới bên trong Lãng Vân Phi Cát, khiến cho Kim Long Bang bang chúng không khỏi thất kinh nhìn theo. Phải một lát sau thì Tôn Đại Thọ mới vào kịp bên trong. Hằng kính cẩn mời Công Tôn Ngọc ngồi. Chủ khách vừa an vị đã thấy hai tên tiểu đồng đeo kiếm bưng trà dâng lên. Công Tôn Ngọc đang khát, hơn nữa lại đang đóng Võ Lâm Thánh Quân, nên dù đối phương có hạ độc vào trà cũng không thể làm ra vẻ khiếp nhược. Vì vậy chàng bưng chén trà uống cạn. Nào ngờ chàng vừa uống cạn chén trà, bên ngoài đã vang lên một giọng cười âm lạnh. Tiếng cười vừa dứt, trước cửa đại sảnh xuất hiện một lão nhân mình mặc hoàng bào. Công Tôn Ngọc nhìn thấy hoàng bào lão nhân đã gầm mặt xuống, vì hắn chính là Độc Tý Xài Nhân. "Thì ra là ngươi." Thì ra hoàng bào lão nhân chính là Độc Tý Xài Nhân, một trong đương kim thập đại cao nhân, và cũng chính là Đa Tý thần ông Kim Long Bang bàn chủ. Độc Tý Xài Nhân cười lạnh nói: "Ngươi giờ là cá nằm ở trên thớt còn thị uy với ta sao?"
Công Tôn Ngọc nhận thấy với công lực của mình hiện thời thì dư sức đối phó với Độc Tí Xài Nhân. Hơn nữa vừa nhìn thấy kẻ ám toán làm quỷ hoại dung diện của mình thì chàng không kềm chế được nữa, đứng phát dậy quát lên: "Để coi Kim Long Bàn các ngươi làm gì được Công Tôn Ngọc này." Người ta nói giận quá mất khôn, quả nhiên không sai. Công Tôn Ngọc đã để lộ hình tích của mình rồi. Độc Tí Xài Nhân lộ vẻ kinh ngạc kêu lên: "Hả? Ngươi là Công Tôn Ngọc, môn đệ của Thiên Nam Vô Cực phái?" Công Tôn Ngọc hơi hối hận, nhưng trông thấy cũng không còn cần thiết phải giả dạng Võ Lâm Thánh Quân nữa, nên quát lớn: "Đúng, đại gia chính là Công Tôn Ngọc. Gặp đại gia ở đây thì đại hạn của ngươi đã đến rồi." Độc Tí Xài Nhân vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên: "Tiểu cẩu, ngươi chưa bị độc của lão phù giết chết sao? Nói vậy người động thủ với lão phù trong Bành Lai Thủy Tạ là ngươi sao?" Công Tôn Ngọc thấy đối phương đã nhận chuyện hạ độc vào bia mộ của ân sư, chứng thật sự suy đoán của mình, thì các mạch máu trong người như ngưng cả lại. Chàng gầm lên: "Quả nhiên là ngươi, lão không cần nói nhiều, tiếp chưởng đi." Dứt lời thì hữu chưởng đã thi triển Thiên Tri Mệnh Dị Vô Cùng của Thất Hiểu Tử Cái truyền thủ cho, đánh ra một chiêu Tri Túc Trường Lạc. Độc Tí Xài Nhân cười lạnh, nhẹ nhàng tránh khỏi, xong ngạo nghễ nói: "Mới hơn nửa năm, không ngờ võ công của tiểu cẩu người quả nhiên tiến bộ vượt bậc. Nhưng nước dân thì thuyền sẽ ngập, tiểu cẩu người vẫn chưa phải là đối thủ của lão phù đâu." Công Tôn Ngọc thấy đối phương dễ dàng tránh được một tuyệt chiêu Túc Thường Lạc của mình, mà chàng đã dùng tới 10 thành công lực, thì không khỏi ngạc nhiên. Nhưng lại nghe Độc Tí Xài Nhân cười lạnh nói tiếp: "Nếu biết trước là người đến để nạp mạng thì lão phù đã không phí nhiều công sức chuẩn bị như vậy. Nhưng như vậy thì cũng tốt, trừ khử được ngươi cũng là nhổ đi một cái gai trong mắt của lão phù." Công Tôn Ngọc cả giận mắng: "Lão tạc, ngươi chớ có lớn lối ngông cuồng. Cho dù ngươi đã luyện thành Thuần Dương Chân Giải thì đại gia cũng không có sợ ngươi đâu." Độc Tí Xài Nhân chợt phát lên cười ha hả nói: "Tiểu cẩu, võ công ngươi so với Võ Lâm Thánh Quân thế nào hả? Nếu lão phù không nắm chắc có thể chế phục được Võ Lâm Thánh Quân thì đâu dễ dàng hiện thân ở đây. Ngươi ngoan ngoãn chờ chết đi, đừng giải vô vô ích." Công Tôn Ngọc đâu chịu đựng nổi trước vẻ khinh mạng của đối phương, chàng gầm lên một tiếng phát chưởng tấn công. Nhưng chưởng vừa đánh ra bỗng thấy đầu óc choáng váng, ruột gan như muốn lộn ra ngoài, buồn nôn mà không nôn được, vội vàng thu chưởng lại. Độc Tí Xài Nhân cười lạnh nói: "Tiểu cẩu, người thấy sự lợi hại của lão phù hay chưa?" Công Tôn Ngọc thử giận khí, quả nhiên là chàng đã bị trúng độc. Cơn giận sôi trào, song mục của chàng rực lửa, nhưng lực bất tòng tâm. Độc Tí Xài Nhân cười nhẹ nói: "Ngươi nên ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, có lẽ sẽ chết chậm hơn một chút, hoặc giả còn có hy vọng sống sót, nếu không người chết thật không nhắm mắt đâu." Lời nói của lão thâm độc đến cùng cực, Công Tôn Ngọc nghe mà nhức nhói cả tâm can. Đúng như lời đối phương nói, chàng chưa có thể chết được trong lúc này. Sư cừu còn mang nặng ở trên vai, ân oán tình cừu chưa hết cũng không thể nhắm mắt được. Độc Tí Xài Nhân đưa tay sờ lên trên má trái, nghiến răng nói: "Tiểu cẩu, đây là dấu ấn của kim linh của ngươi đã lưu lại trên mặt của lão phù. Ta cũng phải khắc lên mặt của ngươi vô số sẹo, sau đó dùng thủ pháp thần phần thác cốt phế hết võ công của ngươi, sau đó cho ngươi sống mà không dám nhìn mặt Võ Lâm đồng đạo." Công Tôn Ngọc giận đến sức chút nữa thì ngất đi. Chàng định gom hết sức hơi tàn đánh một chiêu chí mạng rồi ra sao thì ra, nhưng lúc này chất độc đã phát tác mạnh, không thể ngưng tụ chân khí nơi đan điền được nữa. Bản tính của chàng vốn cương liệt, thà chịu gãi chứ không chịu công. Tình thế này dù muốn dù không cũng khó thoát khỏi cái chết. Không màng đến những ân oán tình cừu nữa,
chàng giơ chưởng lên đánh vào thiên linh cái để tự tuyệt. Nhưng khi chưởng còn cách đầu chừng vài tấc, bỗng cánh tay tê tái, không còn chút sức lực nào, đành thở dài buông xuôi xuống. Độc Tý Xà Nhân cười lạnh nói, người muốn chết không khó, nhưng phải chết nhẹ nhàng như thế thì đâu có được. Rồi lão quay ra phía sau quát lớn, mau lấy chiếc kim linh mang ra đây. Công Tôn Ngọc cố nén sự đau đớn đang chạy rần rần khắp châu thân, mồ hôi vã ra ướt cả áo. May mà mặt chàng có mang chiếc mặt nạ nên chẳng thấy đổ mồ hôi. Không lâu sau, có một tên đại hán mang ra một chiếc kim linh. Mình đầy gái nhọn, hai tay dâng lên cho Độc Tý Xà Nhân. Độc Tý Xà Nhân quơ quơ chiếc kim linh trong tay cười lạnh nói, tiểu cẩu à, người để lại một vết sẹo trên mặt lão phù, lão phù để lại một vết thương trên mặt ngươi, coi như là lấy vốn lẫn lời. Dứt lời, lão ngửa bàn tay vận khí đẩy nhẹ một cái, chiếc kim linh chậm chậm bay đến trước mặt của Công Tôn Ngọc. Công Tôn Ngọc bề ngoài ra vẻ rất bình tĩnh, nhưng kỳ thực thì chàng không còn đủ khí lực để tránh né nữa. Nhưng khi chiếc kim linh bay đến trước mặt Công Tôn Ngọc còn không đầy một thước nữa thì bỗng nghe keng một tiếng, chiếc kim linh bị đánh rớt xuống đất. Người xuất thủ đánh chiếc kim linh rớt xuống đất chắc không phải là Công Tôn Ngọc rồi, nhưng người đó là ai vậy? Cặp mắt của mọi người đồng đổ dồn về phía đa thủ thư sinh Trịnh Kính. Trịnh Kính khẽ tàn hắn một cái, bình thản đi đến trước mặt của Độc Tý Xà Nhân. Trên gương mặt Độc Tý Xà Nhân thoáng hiện sát khí, nhưng lão vẫn đứng yên bất động. Nhưng khi Trịnh Kính kề tai lão thì thầm mấy câu, không những sát giận tan biến hết mà còn mỉm cười ra vẻ rất đắc ý. Đây quả là một việc bất thường. Nhưng liền sau đó một việc còn bất ngờ hơn nảy sinh. Độc Tý Xà Nhân lấy ra một hoàng thuốc màu vàng nhạt, cười lạnh nói, bổn hoàng chủ tạm thời chưa lấy cái mạng của người. Cả việc phục thù ngày trước người để sẹo trên mặt của ta cũng để lại giải quyết sau. Giờ ngươi uống hoàng thuốc này đi, để khỏi phải chịu khổ sở nữa. Công Tôn Ngọc giờ này chỉ mong sao cho mình được chết sớm, để khỏi phải chịu nhục thêm. Bỗng thấy đối phương cho giải dược, biết là lão quỷ kế đa đoan chẳng phải tốt lành gì. Vì vậy chàng ngậm miệng lại không thèm uống giải dược. Độc Tý Xà Nhân cười lạnh nói, đúng là cái đồ không biết xấu tốt mà. Nhưng trước mặt lão phu, ngươi không thể tự ý muốn làm gì thì làm đâu. Dứt lời, lão cách không điểm vào hôn huyệt của Công Tôn Ngọc một cái, bóp miệng của chàng bỏ hoàng thuốc vào. Khi Công Tôn Ngọc được giải huyệt tỉnh dậy, thấy sự đau đớn trong bụng đã không còn nữa. Nhưng thử vận công thì chân khí vẫn không tụ lại nơi đan điền được nữa. Lúc này trong Lăng Vân Phi Các chỉ còn lại có Công Tôn Ngọc, Độc Tý Xà Nhân và Trịnh Kính. Độc Tý Xà Nhân thấy Công Tôn Ngọc vận công thì cười nói, tiểu cẩu, ngươi hiện đang ở trong tay của ta, thì tốt nhất nên dẹp bỏ hết những ý kiến phản kháng hay đào tẩu đi. Bằng không á, chỉ rước thêm quả vào thân mà thôi. Công Tôn Ngọc cười lớn nói, Công Tôn Ngọc, nay đã thật xa vào tay của ngươi, có giết thì giết, không thì để cho ta thoát được thì ngươi có hối cũng không kịp. Độc Tý Xà Nhân cười lớn nói, lão phu hành sự xưa nay chưa bao giờ hối hận cả. Rồi lão quay sang Trịnh Kính nói, Trịnh đường chủ, ngươi cho hắn nghe kế hoạch của ta đi. Trịnh Kính hơi bất ngờ, ngẩn người không biết phải làm sao. Độc Tý Xà Nhân cười lạnh nói, có gì mà phải sợ, cứ nói cho hắn nghe phần đầu là đủ rồi. Thậm chí có thể nói hết cũng không sao, nhưng muốn giữ lại phần sau để hắn bất ngờ mà thôi. Trịnh Kính nghe nói cũng tươi cười đắc ý, rồi lên tiếng nói, ngươi không phải là Võ Lâm Thánh Quân, nhưng lại mang mặt nạ của hắn, vì vậy đối với người ngoài, ngươi không phải là đồ giả hiệu. Độc Tý Xà Nhân cười lạnh tiếp,
chính vì điểm này mà để người sống, lão phu còn có chỗ lợi dụng. Công Tôn Ngọc mặc dù tức giận nhưng cũng ngạc nhiên không ít. Hắn muốn lợi dụng chàng vào chuyện gì? Trong cơn tức giận cứ chực trào lên và nói: "Ta thà chết cũng không để cho các ngươi lợi dụng ta để thực hiện mưu đồ ám muội." Độc Tý Xài Nhân cười lạnh nói: "Tại đó người có muốn cũng không được. Trịnh đường chủ nói tiếp cho hắn nghe đi." Trịnh Kinh chậm rãi tiếp: "Người của bản bang giải điều khắp thiên hạ, bang chủ sẽ ra lệnh cho thuộc hạ công bố ra ngoài rằng Võ Lâm Thánh Quân đang ở trong tổng đàn của bản bang, nên biết Côn Lư Dương Tử đã chính miệng hứa với ai tìm được Võ Lâm Thánh Quân sẽ được chuẩn y gia nhập vào bán tiên hội. Một miếng mồi ngon như vậy thì thiên hạ anh hùng ai mà không ham. Quần hào biết được tin này nhất định sẽ..." Công Tôn Ngọc quát lên một tiếng ngắt lời Trịnh Kính: "Sẽ chém giết nhau để tranh cường tao mang tới Phàn Dương Hồ nộp cho Lưu Dương Tử chứ gì. Đúng là quân đê tiện mà." Độc Tý Xài Nhân cười đắc ý lớn tiếng nói: "Bốn bàn chủ làm việc chỉ sao đạt được mục đích, không cần biết thủ đoạn đâu." Công Tôn Ngọc hừ lạnh nói: "Ngươi làm như vậy để làm gì?" "Độc bá Võ Lâm." Công Tôn Ngọc hừ lạnh nói: "Ngươi tính không bằng trời tính, chỉ sợ ngươi không được như ý mà thôi. Đừng nói đâu xa, độc kế tọa sơn hoàng hổ đấu của ngươi sẽ không thể thành công được." Độc Tý Xài Nhân cười ha hả: "Ngươi sẽ tuyên bố trước mặt quần hào, ngươi không phải là Võ Lâm Thánh Quân mà chính là Công Tôn Ngọc, một tên đồ đệ thối của Thiên Nam Tam Kiếm chứ gì." "Chiêu này của ngươi tầm thường lắm, bổn bàn chủ đã liệu trước rồi." Công Tôn Ngọc hơi giật mình, nhưng chàng vẫn bình tĩnh hỏi lại: "Đúng là không đầy một năm mà âm mưu quỷ kế của lão tặc lại thâm độc hơn trước nhiều. Giờ ta đã như cá nằm ở trên thớt, ngươi còn sợ gì mà không nói hết ra đi?" Độc Tý Xài Nhân đắc ý nói: "Tiểu cẩu quá khen rồi. Mưu kế không chỉ có riêng một mình bốn bang chủ, còn có sự đóng góp lớn của Trịnh đường chủ đây." "Miệng của ngươi đương nhiên lão phù không thể cấm người nói, nhưng đến lúc đó chắc chắn người không thể nói được." Công Tôn Ngọc không biết đối phương làm cách gì để mình không dám tuyên bố trước Võ Lâm quần hào, nhưng nghĩ mãi không ra, chàng đành hừ lạnh lùng rồi im lặng. Độc Tý Xài Nhân lại cười lớn nói: "Lão phù đã nhìn thấy sắc mặt đốm xanh đốm đỏ của người, đó có phải là kiệt tác của lão phù không vậy?" Công Tôn Ngọc nghe nói vừa thẹn vừa giận. Thì ra lão tặc nhân lúc chàng bị điểm hôn nguyệt đã dỡ mặt nạ ra xem mặt của mình. Nhưng Công Tôn Ngọc cuối cùng cũng đã nén được sự kích động, chàng cười lạnh nói: "Nếu ngươi cho rằng ta vì dung nhan bị quỷ mà không dám công bố thân phận của mình trước mặt Võ Lâm quần hào là ngươi lầm rồi." Độc Tý Xài Nhân cười nhẹ nói: "Tây quý gia, người quý mặt, lão phu không tin người lại có cái dũng khí đó." Công Tôn Ngọc cũng cười nhẹ nói: "Gương mặt con người ta xấu hay đẹp thì có gì là quan trọng? Ta sợ mà không dám dở mặt nạ ra cho quần hào nhìn thấy mặt thật của mình chứ." Độc Tý Xài Nhân chừng như chắc Công Tôn Ngọc sẽ không dám làm như vậy, nên cười nhẹ nói: "Người có dám đánh cuộc với lão phù không nè?" "Sao lại không dám? Đến cả cái đầu trên cổ của ta cũng còn không tiếc nữa là." Độc Tý Xài Nhân trề môi: "Ừ, ai cần cái đầu của ngươi để làm gì? Nếu ta muốn lấy lúc nào mà chẳng được." Công Tôn Ngọc trầm giọng hỏi: "Vậy người muốn lấy gì để đặt cược đây?" "Nếu người dám dở mặt nạ ra tuyên bố trước mặt người rằng người chính là Công Tôn Ngọc, đồng thời kể lại chuyện người bị chất độc phá hủy dung mạo thế nào, ta sẽ tha người khỏi chết và cho thuốc giải dược để cho người được phục hồi công lực." Công Tôn Ngọc lạnh lùng đáp: "Công Tôn Ngọc này đã không quan tâm đến sự sinh tử nữa rồi." Độc Tý Xài Nhân cười lớn:
Nói thì nói vậy thôi, chứ còn kiến cái dùng, nó còn ham sống nữa là. Huống chi người thần mang ân quán tình cựu chưa giải quyết xong, lại còn mang trách nhiệm làm rạng rỡ thiên nam vô cực phái, sao lại có thể yên lòng mà chết được chứ? Công Tôn Ngọc trầm giọng quát, không cần nhiều lời nữa, nếu ta bại dưới tay ngươi thì thế nào? Độc Tý Xài Nhân cười lớn nói, chừng đó bổn bàn chủ vẫn tha mạng và giải độc để phục hồi công lực cho ngươi, nhưng ngươi phải tặng cho lão phu một vật theo sự chỉ định của lão phù. Công Tôn Ngọc ngẩn người, không hiểu đối phương đang có âm mưu gì mà lại đưa ra một điều kiện dễ dàng đến như vậy. Lão sẽ chỉ định vật gì và chàng phải dâng tặng cho lão cái gì? Nếu lão muốn bất kỳ vật gì trên người chàng thì cũng có thể tước đoạt một cách dễ dàng, đâu cần phải đặt điều kiện như vậy. Nhưng nếu không phải là vật trên người của chàng mà là một vật gì mà lão lại có hứng thú đến đó như vậy? Công Tôn Ngọc còn đang do dự chưa quyết thì đã nghe Độc Tý Xài Nhân trề môi nói, nam tử hán đại trượng phù, làm việc gì cũng phải nhanh gọn và dứt khoát. Công Tôn Ngọc quát lớn ngắt lời đối phương, người cầm miệng đi. Công Tôn Ngọc này nếu không dám dở mặt nạ ra công bố với quần hào việc lão tạc ngươi đầu độc đến phải ra thân thể như thế này, người muốn vật gì ta sẽ tặng người vật đó. Công Tôn Ngọc bị lời nói khích nổi giận đã nhận lời một cách khinh suất. Vì trên thực tế con người ta có những thứ còn quý hơn cả sinh mạng của mình. Cái mà Độc Tý Xài Nhân đòi, đừng có nói là Công Tôn Ngọc mà bất kỳ ai khác tuyệt đối cũng không thể đem dâng tặng được. Độc Tý Xài Nhân phá lên cười ha hả, tiếng cười cao vút kéo dài, chừng đó cực kỳ là đắc ý. Lão dương đôi mắt như rắn độc ra nhìn chàng nói, ngươi nhận lời rồi thì đến chừng đó ngươi đừng có nuốt lời. Nếu cảm thấy hối hận thì bây giờ quỷ bỏ cũng còn kịp đó. Công Tôn Ngọc điên tiết lên quát, ngươi câm miệng đi. Đại trưởng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Chàng bỗng im bặt, không biết lão tặc này muốn thứ gì của mình đây. Không nhịn được chàng buộc miệng hỏi, lão tạc ngươi sao còn chưa chịu nói ra ngươi muốn vật gì? Ta đã hứa với ngươi không lẽ lại nuốt lời? Độc Tý Xài Nhân thích thú trước thái độ sốc ruột của Công Tôn Ngọc, y mỉm cười đắc ý nói, thiên cơ bất khả lộ. Nếu như cho ngươi biết thì còn gì là ý nghĩa của cuộc đánh cược này nữa. Ngươi cố nóng lòng chờ đi. Dứt lời quay người bỏ đi ra ngoài. Công Tôn Ngọc vừa lo vừa tủi, nhìn theo lưng của lão tạc mà nghe nói uất ngẩn trào dâng ở trong tâm khảm. Chàng nói theo, lão tạc người chớ có dội đắc ý, trước mặt Võ Lâm quần hùng ta sẽ vạch trần âm mưu độc bá Võ Lâm của ngươi. Độc Tý Xài Nhân chẳng thèm đáp lời của Công Tôn Ngọc, từ từ bước ra ngoài. Công Tôn Ngọc lẩm bẩm, lão bạc, đừng giả bộ làm ra vẻ thần bí, đại gia sẽ dĩ bất biến ứng dạng biến. Nói xong câu này, chàng cảm thấy lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Nhưng khi bình tâm lại thì chàng suy nghĩ được thông suốt hơn. Những biết mà lúc nãy chàng vì trong cơn tức giận nghĩ mãi chẳng ra manh mối, giờ thì chàng bỗng nghĩ ra một việc, kinh hãi kêu lên, Độc Tý Xài Nhân, Độc Tý Xài Nhân, lão tặc, quay lại đây, ta có điều muốn nói. Nhưng Độc Tý Xài Nhân đã đi mất từ lúc nào rồi, đâu còn nghe những tiếng kêu thất thanh của chàng, nếu không lão sẽ còn đắc ý hơn nữa. Công Tôn Ngọc kêu luôn một hồi vẫn không thấy ai đáp lời, đành nghiến răng nghĩ thầm, việc đã đến nước này, chỉ còn cách chờ đến lúc ấy rồi sẽ hay. Nếu lão tạc đúng là có ý định đó thì mình cũng không thể công bố chuyện dung diện đã bị hủy hoại, nhưng không lẽ việc lại xảo hợp đến như vậy sao? Độc Tý Xài Nhân đi ra, để lại Trịnh Kinh ở Lăng Vân Phi Cát trong chừng Công Tôn Ngọc. Nghe chàng gọi thất thanh, gã mỉm cười hỏi, tiểu tử muốn nói điều gì?
Công Tôn Ngọc trợn mắt nhìn Trịnh Kinh nói: "Các ngươi dắt ốc ra để cốt làm cho ta khó xử, nhưng Công Tôn Ngọc này đâu phải là kẻ dễ mắc mưu các ngươi, ta đã đoán ra được rồi." Trịnh Kinh lướt tới chợp vai chàng nói: "Ngươi đã đoán ra điều gì?" Công Tôn Ngọc cười lạnh nói: "Các ngươi không muốn nói ra thì ta cũng không nói ra, để coi ai cao tay hơn ai cho biết." Trịnh Kinh trợn mắt nhìn chàng một cái rồi phóng đi ra khỏi Lăng Vân Phi Cát. Chỉ còn lại một mình Công Tôn Ngọc, gió nhẹ nhẹ thổi vào Lăng Vân Phi Cát. Cái nóng của tháng 6 tan biến đi mất, nhưng trong lòng của Công Tôn Ngọc lại sục sôi với muôn ngàn ý nghĩ. Khi chàng đã đoán được ý đồ của Độc Tý Xài Nhân rồi, thì lòng thấp thỏm không yên, cứ mong cho sự suy đoán của mình là không đúng. Không biết Độc Tý Xài Nhân đã dùng thủ pháp gì chế ngự mà chàng không thể cử động được, cứ ngồi yên một chỗ mà nghe như ngồi trên đống lửa vậy. Không bao lâu sau, chàng lại nghe mồ hôi đổ ra ướt cả áo. Bên trong chiếc mặt nạ, mồ hôi chảy thành dòng trên mặt của chàng, cảm giác như có kiến bò vậy. Chàng vừa giơ tay định tháo chiếc mặt nạ xuống, bỗng có tiếng gió động đại sảnh của Lăng Vân Phi Cát như sáng hẳn lên. Trước mặt chàng xuất hiện hai nữ nhân đang yểu điệu đi vào. Nữ nhân đi đầu, bộ y phục từ đầu đến chân đỏ chót như lò lửa di động. Sự xuất hiện của ả làm cho Lăng Vân Phi Cát vốn rất mát mẻ bỗng trở nên nóng hầm hập. Công Tôn Ngọc ngẩng mặt nhìn lên diện mục của ả, thì bỗng cảm thấy người này rất quen. Có điều chàng không biết đã gặp ả ở đâu và trong hoàn cảnh nào mà thôi. Còn hồng y nữ nhân nhìn thấy mặt của Công Tôn Ngọc thì biến hẳn sắc mặt, nhưng y lấy lại sự bình tĩnh rất nhanh, quay lại cười nhẹ nói: "Làng muội, ngươi còn trốn ở bên ngoài làm gì? Bên trong này rất mát mẻ, ta vào đây nghỉ ngơi một chút rồi hãy đi." Dứt lời nắm tay người đứng sau, dẫn vào trong tòa đại sảnh ngồi xuống ghế. Người này là một hồng y nữ nhân được gọi là Lan Muội, một thiếu nữ mình mặc sa trắng. Khi ngồi xuống rồi, nàng vẫn còn như e thẹn, đầu không dám ngẩng lên. Nhưng khi nhìn thấy nàng, Công Tôn Ngọc nghe toàn thân chấn động, buộc miệng kêu lên: "Ngươi là..." Hồng y nữ nhân hừ lạnh một tiếng ngắt lời chàng: "Thật đúng là không có chút lễ nghi. Thấy hai chị em ta bước vào mà sao không lên nghênh tiếp?" Dừng lời lại một lát, ả lại lạnh lùng nói: "Ta là ai, ngươi không cần biết. Còn ta lại muốn biết ngươi là ai đây?" Hồng y nữ nhân vừa mới mở lời đã chứng tỏ nàng là một người chỉ biết ra lệnh, thái độ lại cực kỳ lạnh lùng cao ngạo. Công Tôn Ngọc cũng là một người tâm cao cốt ngạo, nghe nói không khỏi nổi giận nghĩ thầm: "Đúng là đồ không biết lễ nghĩa, lại đi mắng người ta không biết lễ nghi. Không biết vài thứ của ả trong Kim Long Bang này thế nào đây?" Chàng còn đang bực mình suy nghĩ thì đã nghe hồng y nữ nhân lạnh lùng hỏi: "Ta hỏi ngươi, tại sao ngươi không đáp? Bộ không biết nói chuyện sao?" Công Tôn Ngọc không nhịn được nữa, chàng nói giận hỏi lại: "Ta hỏi ngươi, ngươi tại sao không đáp bộ?" Chàng chưa nói hết câu thì đã nghe cái má bên trái đã bị đánh bóp một cái. Tuy hồng y nữ nhân xuất thủ không mạnh lắm, nhưng cũng khiến má của chàng đau rát rất khó chịu. Cái tát tai này làm cho Công Tôn Ngọc ngạc nhiên đến ngẩn người ra. Ngạo khí vốn có cùng với nộ khí ở trong lòng bỗng nhiên tiêu tan hết. Thì ra chàng chỉ cảm thấy qua mắt một cái, bóng đỏ chớp lên rồi biến mất. Hồng y nữ nhân vẫn đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Đối phương xuất thủ thần kỳ đến độ không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ tương đương với một chưởng mà Côn Lư Dương đã đánh chàng ở bên bờ hồ Cửu Giang ngày nào. Công Tôn Ngọc ngồi ngẩn người ra như thập tượng nghĩ thầm: "Không ngờ trong Kim Long Bang lại có được những tay cao thủ đến giường này. Thảo nào mà Độc Tý Xài Nhân không cuồng ngạo sao được." Bỗng nghe hồng y nữ nhân cười lạnh nói: "Lan muội, nam nhân trong thiên hạ có người nào tốt đâu.
Ngươi đừng thấy hắn có vẻ tuấn tú mà lầm, đó chỉ là chiếc mặt nạ ở bên ngoài thôi, còn bên trong thì xấu xa không tưởng tượng được đó. Ả bỗng dưng mở miệng mắng hết cả nam nhân trong thiên hạ, chẳng biết ả đã từng bị khổ về tay nam nhân chưa mà lại có thành kiến đến như vậy. Bạch y thiếu nữ vẫn cúi mặt làm thinh, chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn. Không ngờ một thiếu nữ cả thẹn như nàng mà cũng đi chung với một thiếu nữ ngang ngạnh và cao ngạo đến như thế kia. Công Tôn Ngọc đang lúc ngơ ngẩn xuất thần, chừng tỉnh lại chỉ nghe thiếu nữ nói hai câu cuối cùng là chiếc mặt nạ ở bên ngoài thôi, bên trong thì xấu xa không thể tưởng tượng được đâu. Lời nói của nàng vô tình đã chạm vào vết thương đang rỉ máu trong lòng của Công Tôn Ngọc. Chàng nói giận gầm lên: sắc diện xấu xa thì có gì là đáng nói? Vừa nói vừa giơ tay lên định giơ chưởng đánh ra. Tiếng gầm của chàng làm cho bạch y thiếu nữ phải giật mình ngẩng lên. Công Tôn Ngọc vốn ngỡ rằng độc tí xài nhân đã báo cho hai nữ nhân này gương mặt của chàng bị độc phá hoại, định không cần phải che giấu nữa. Đối phương đã lỡ biết rồi thì còn che giấu làm chi nữa. Nhưng tay của chàng vừa chạm lên mặt thì cũng vừa lúc bạch y thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lên. Chàng cảm thấy rụng rời buông tay xuống, thầm gầm lên một tiếng ở trong lòng: lão tặc, ngươi quá là thâm độc mà. Đúng như mình đã nói không sai, lão tặc cũng đoán đúng, có nàng ở đây mình không thể cho nàng nhìn thấy mặt thật của mình được. Nhưng tại sao nàng lại đến ở đây? Bạch y thiếu nữ ngẩn ngơ nhìn Công Tôn Ngọc, còn Hồng y thiếu nữ thì hừ lạnh nói: tên này chắc là điên rồi đó. Bỗng ả ủa lên một tiếng rồi ngạc nhiên nói: ủa, chúng ta đến đây gần cả ngày trời rồi, sao chỉ thấy có một mình tên điên điên khùng khùng này thôi vậy? Những người khác đều chết hết rồi hay sao? Bỗng có tiếng bước chân vang lên ở bên ngoài cát. Trước cửa đại sảnh lại có hai bóng người chậm rãi đi vào. Công Tôn Ngọc không cần ngước mặt lên, chỉ nghe tiếng bước chân cũng biết đó chính là Độc Tý Xài Nhân và Trịnh Kinh. Độc Tý Xài Nhân vừa bước vào cửa đã cười lớn nói: bốn bàn chủ biết thế nào cũng có Võ Lâm đồng đạo đến, nhưng không ngờ lại có người đến sớm như vậy. Chừng khi lão nhìn rõ hai thiếu nữ thì ngạc nhiên đến ngẩn người ra. Lão phát giác ra cũng giống như Công Tôn Ngọc, hai nữ nhân này mặt rất quen, có điều là không nhớ đã gặp ra ở đâu rồi. Trịnh Kinh bước lên mấy bước nhìn hai thiếu nữ một lượt rồi lên tiếng hỏi: như vị cô nương làm thế nào mà vào đây được vậy? Hồng y thiếu nữ nhìn thấy Độc Tý Xài Nhân xuất hiện thì nét mặt bỗng lạnh tanh, song mục chứa đầy sát khí. Khi nghe Trịnh Kinh lên tiếng hỏi thì lạnh lùng đáp: bản cô nương làm thế nào vào đây được, người cứ hỏi bọn thuộc hạ phụ trách canh gác ở bên ngoài thì biết, cần gì phải hỏi bản cô nương hả? Độc Tý Xài Nhân đứng ngẩn người ra suy nghĩ một lúc lâu, bỗng cất tiếng cười quái đảng, chỉ vào bạch y thiếu nữ nói: bốn bàn chủ nhớ ra rồi, a đầu này là một trong bát đại đệ tử của lão ma tàn phế Mạc Sĩ Ngọ, có điều không nhớ nó tên là gì thôi. Lão quên mất mình cũng là người tàn phế, xong lại chỉ Hồng y thiếu nữ rồi nói: còn ngươi trông mặt cũng rất quen, chắc cũng là một trong lục chiếu bát nữ. Hồng y thiếu nữ mặt mờ sát khí, còn bạch y thiếu nữ thì mắt trợn tròn, tỏ vẻ rất tức giận, nhưng cả hai không ai đáp lời. Độc Tý Xài Nhân bị nữ sắc làm cho ngu muội, không hề nhìn thấy sát khí hiện rõ trên gương mặt của thiếu nữ. Lão cười hờn hệt, đưa tay định vuốt má bạch y thiếu nữ. Bạch y thiếu nữ ánh mắt đầy vẻ oán hận, nhưng nàng vẫn ngồi im bất động, không tránh không né. Hồng y thiếu nữ dường như không thể cử động được, nhưng sát khí trên gương mặt của nàng càng đậm hơn. Nhưng khi bàn tay của Độc Tý Xài Nhân sắp chạm vào mà bạch y thiếu nữ chỉ nghe một tiếng quát như sấm vang lên: dừng tay! Tiếng quát như làm cho cả tòa Lăng Vân Phi Các muốn rung rinh,
khiến cho Độc Tý Xà Nhân mê muội trước nữ sắc cũng phải giật mình thu tay về. Khi nhận ra người quát là tên Võ Lâm Thánh Quân giả hiệu Công Tôn Ngọc, Độc Tý Xà Nhân cười lạnh nói: "Tiểu cậu, người chán sống rồi hay sao mà dám cả gan ngăn cản trợ việc của lão bổn bàng chủ đây hả?" Bỗng lão cười lạnh tiếp: "Tốt ghẻ mà cũng đòi ăn thịt thiên nga, ngươi không nghĩ lại xem cái mặt của ngươi có sướng hay không?" Quả nhiên lời mỉa mai độc địa của lão làm cho Công Tôn Ngọc phải cúi đầu xuống chẳng dám nhìn lên. Dù chàng đang có chiếc mặt nạ da người che đi mặt thật của mình, nhưng bỗng một ý nghĩ thoáng qua ở trong đầu. Chàng cười lạnh ngẩng lên nhìn Độc Tý Xà Nhân rồi nói: "Hổ xuống đồng bằng, bị chó khi dễ. Ngươi định làm gì Võ Lâm Thánh Quân ta đây?" Chàng vừa dứt lời đã thấy Hồng Y thiếu nữ đứng phát dậy nói: Ngươi là Võ Lâm Thánh Quân?" Độc Tý Xà Nhân cười nhạt nói: "Tiểu cậu, ngươi đúng là có tầm cơ đó, nhưng ngươi tưởng rằng hai con a đầu này có thể cướp ngươi đi được hay sao?" Hồng Y thiếu nữ phá lên cười khanh khách nói: "Thảo nào bản cô nương cảm thấy người này trông rất quen, thì ra chính là Võ Lâm Thánh Quân." Vừa nói nàng ta vừa chậm rãi tiến về phía Công Tôn Ngọc. Quý thính giả thân mến, Nhất Linh Bán Kiếm phần thứ 22, tác giả Gia Cát Thành Dần đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.